trên là có cà có quýt nữa nè. Dạ. Wow, đây nè quý vị, anh mừng bà tô của ông tài luôn á. Quá xá. Đây. Rất là bình thường quý vị ha. Anh để dĩa gạo. Đây, quá xá bình thường quý vị. Ẩm thực phố 123 xin chào buổi chiều cùng toàn thể quý vị. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì ẩm thực phố đang có mặt tại 594 đường 30 tháng 4 của phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ quý vị. Về đây ghi hình gửi cho quý vị một cái điểm quán bún mắm, phải nói là rất là nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ và lượng khách rất là đông quý vị. Khung này là giấc chiều quý vị, giờ chiều và lượng khách tấp nập luôn. Ẩm thực phố mời quý vị cùng vào trong để tham quan chút xíu nha quý vị. Đây thấy có bán ổi nữa nè quý vị. Đây. Ổi gục hồng. Và phía ngoài là nguyên một cái phần rau á, trưng nguyên một tủ luôn. Rau và rất là nhiều loại, tiên điển rồi giá rồi rau muống. Ở trên nó là có thịt quý vị, thịt cầu cá. Lúc này chưa phải là giờ cao điểm nhưng mà lượng khách rất là đông quý vị, rất là tấp nập luôn. Quán bún mắm 173 là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, uy tín ở tại khu vực thành phố Cần Thơ. Ẩm thực phố sẽ mời quý vị cùng vào trong để xem cái nồi này quý vị. Ở dưới đùng lửa gọi là rất là sôi luôn á, lửa khè rất là nhiều. Đây, ông thư phố sẽ mời quý vị. Đây thì có chị đang trụng cho khách quý vị. Em chào chị. Ờ, đang làm một tô cho khách ha chị. Tô như vậy là mình bán nhiêu tiền một tô chị? Tô 47.000. 47.000 là mình đầy đủ tôm mực thịt chả đầy đủ. Dạ. Hộp vịt luôn. Dạ. Có hộp vịt lộn luôn chị ha. Luôn. Wow. Đầy đủ hết quý vị. Có 47.000. Xíu đi em để rồi đó, để em chụp hình đẹp hơn. Dạ. À, em quay cái lúc làm nè, được không? Được. Dạ, quay cái lúc làm lên đồ á. Mở được lâu năm chưa chị? Hai mấy năm hả chị? Dạ. Là tô hợp cẩm đây hả chị? Còn tô là đầy đủ hết trơn vậy hả chị? Đầy đủ 47. Cái nồi mắm nào quý vị? Quá xá luôn á. Đây bọc là chị soạn sẵn luôn á tài. Rất là gọn luôn á, rất là mau luôn. Phải nói là quán bún mắm 173 là phục vụ khách hàng là rất là mau luôn quý vị. Đây là soạn sẵn cổ phần nè quý vị. Có hột vịt lộn, rồi có mực, rồi có tôm, có rau đầy đủ hết luôn. Và đây anh bưng lần 3 tô luôn quý vị. Có tôm, có chả cá.
Phật nữa. Dạ. Cái món bún mắm này là hộp vịt lộn này là mình bổ sung phải không chị? Dạ. Trời ơi cái nồi sôi dữ ha. Cái ngăn đó là chị trụng rau hả? Ở đây em thấy có quyết nữa hả chị? Dạ. Chào quý vị. Cái nồi quá sôi luôn rồi. Dạ. Đây là một tô là múc là có cà nữa quý vị, cái nồi nước rất là sắc luôn á. Cách mua bột đem về là tốc hành luôn quý vị. Đây. Chỉ là sẵn sẵn luôn, có một bột nước luôn. Bưng rất là đơn giản quý vị. Bưng lâu năm anh có thể là bưng được tay bưng được 2 tô quý vị. Dạ quá. Rồi đó đông đông. Dạ đông khách nhờ anh. Biểu diễn chút xíu cho quý vị xem. Dạ yeah, thấy rồi. Tôi thấy anh bừng được 3 tô đó. Sôi đưa vô cái là chín dữ lắm luôn quý vị. Dạ. Cà là mình hết rồi cái đầu mình để thêm gì hả chị? Dạ. Và cái nước ở đây sụng rất là gọi là đun rất là nóng quý vị. Lửa dưới là lửa ảnh khè rất là nóng luôn. Bởi vì là ở dưới là sẽ trụng rau. Ở trên đây là sẽ gọi là nước mắm với vị rất là sắc. Em thấy có huyết và dạ. Đấy vị. Tô chất lượng luôn á. Nước này nóng lắm, mình chỉ cần chan vô là được hả chị hả? Dạ. Dạ. Đây là trong là đun nguyên một cái nồi điện nồi tổng, nồi tổng quý vị mà rất là bự. Nồi này khoảng nhiêu lít anh? Dạ. Một ngày là mình nhớ là bán bao nhiêu nồi vậy anh? Bán không nhớ nổi đâu, nhiều lắm. Dạ. Cứ hết là châm thêm cho anh á. Dạ. Cái nồi tổng của nồi điện quý vị 300 lít. Đây nè, có quay cho quý vị xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và sẽ là nấu xong là sẽ đưa qua cái nồi mắm phía bên đây quý vị. Phải nói là lượng khách rất là đông, ở ngoài là hai chị gái mà làm còn không kịp nữa quý vị, phải nói là tấp nập luôn. Quý vị nhìn ở trên nè, có đầu cá, có heo quay. Đây là gạo bún là sẽ trụng chế cái gọi là cái nước đun ở dưới vậy, rất là sôi luôn. Ở dưới là hộp vịt lộn là mình luộc sẵn như vậy. Bắt đầu cái là tô nào là mình sẽ đập tô đó. Dạ dạ cảm ơn anh. Đây là những bọc rồi phải vô, phải nói là vô xuyên suốt vậy nè quý vị, tại vì lượng khách cho thấy cũng rất là đông. Mình phải vô bỏ bằng mấy giỏ gì hết, tại vì chút giờ cao điểm là khách rất là đông. Dạ dạ vô bọc nước mắm đó quý vị, nước súp á, ở trên là có để sẵn luôn. Cách mua mấy bọc là cuộc đó là xong rồi, tốc hành luôn á. Dạ ở đây bắt đầu mấy giờ là mình sẽ dọn ra bán chị? Dạ 1 giờ trưa hả chị? Mình bán tới mấy giờ là sẽ hết bún? 9 giờ rưỡi tối. Dạ. Cho thấy là quán bún mắm 173 là bán là xuyên suốt luôn đó quý vị, không hề ngưng tay á, ngưng là cách chỉ sẽ vô bọc gì nè. Đông quý vị, khách ngồi ăn tấp nập luôn á. Đây ba tô là anh bưng cái một luôn đó quý vị, tô ba. Dạ đây có ba luôn, ba tô nào mình bưng một tay được không anh? Được mà nó đứng chặn từ từ được. Dạ. Wow, đây nè quý vị, anh mừng ba tô của con tay luôn á. Quá xá. Đây. Rất là bình thường quý vị ha. Anh để dĩa gạo. Đây, quá xá bình thường quý vị. Cho thấy tay nghề bưng gì là cũng rất là lâu năm á. Dạ.
view nhiều lắm mới á. Dạ. Rồi có đài truyền hình nó vô nó quay nữa mà, nó lấy cái đó làm trung tâm á. Dạ. Cái bột là mình cuột lần một vậy ha, gọn rất là mau luôn, tại vì khách ở đây đông lắm, phải soạn nước sẵn và không có đợi. Dạ. Đây là hộp vịt lộn, mực, tôm, cá. Cá chả nữa. Một ngày là chỉ tách ra chừng 1000 trứng hộp vịt vậy đó. Dạ. Tách hộp vịt cho siêu chỉ, chỉ tách vậy. Dạ. Hộp vịt chuyên nghiệp rồi. Ngày đây mình bán cả 1000 trứng hả chị? Dạ. Dạ. Phải nói là một ngày là bán cả 1000 tô là có 1000 trứng rồi. Dạ. Dạ. Nếu tính thì mình bán chung với hộp vịt lộn gì là mình có thể tính được ngày bán nhiêu tô rồi chị ha. Nhiêu trứng, mình lấy hộp vịt nhiêu trứng là mình biết rồi. 1000 tô, 1000 trứng. Dạ. Nếu mà khách không ăn hộp vịt thì mình sẽ bổ sung cái khác hả chị? Dạ. Yeah. Bỏ sẵn bọc bọc gì nữa bị. Ví dụ khách mua 5 bọc và lại lấy 5 bọc cột cái là rồi. Quá tiện. Dạ. Khách về là chỉ hâm nước lại thôi chị ha. Hâm nước không à.